sĩ, diễn viên, nhân viên của sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh xin chào đón tất cả các anh chị nghệ sĩ, các quý vị báo chí, báo đài, các anh chị, các bậc phụ huynh và tất cả các quý đại biểu, các anh chị đã đến chung vui cái ngày lễ dỗ tổ ngày hôm nay. Và đồng chí xin cảm ơn tình cảm của mọi người rất là nhiều. Và bây giờ xin tuyên bố là hôm nay bắt đầu chúng ta cùng dâng hương lên cho tam vị thánh tổ của chúng ta. Tất cả mọi người
xin được giới thiệu sự xuất hiện của đạo diễn Mr. Tô. Xin được giới thiệu sự xuất hiện của đạo diễn Nguyễn Trung. Xin được giới thiệu sự xuất hiện của đạo diễn Hoàng Tấn Cường. Xin được giới thiệu sự xuất hiện của đạo diễn Bất Ngờ Đến Từ Nhiều Sư Vật Thảo. Xin được giới thiệu ông Ngọc Phú đại diện của Quân Thị. Xin được giới thiệu sự xuất hiện của nghệ sĩ Nguyễn Lâm. Xin được giới thiệu sự hiện của nghệ sĩ Cát Tường. Oh,
xin được giới thiệu diễn viên Vũ Đài. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón nghệ sĩ Kiều Linh. Bấm like nè.
Diện ơi, diện stand by diện có thể có. Rồi, nghe không? Để cho mấy em chụp hình nữa nha.